Chính trị gia Ukraine tuyên bố phương Tây sẽ tìm ra lối thoát cho ông Zelensky. Đối thủ chính trị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng phương Tây sẽ sớm thay thế nhà lãnh đạo Ukraine. Chủ tịch phong trào Ukraine khác Viktor Medvedchuk trong bài viết trên trang web của đảng này cho rằng khả năng hỗ trợ của phương Tây đối với Tổng thống Ukraine Zelensky có thể giảm sút. Theo Medvedchuk, có một số người ở phương Tây ngày càng tin rằng Zelensky và chính quyền của ông không sử dụng hiệu quả sự hỗ trợ mà họ đã nhận. Theo họ, trong khi ông Zelensky tuyên bố rằng phương Tây không cung cấp đủ viện trợ, thực tế có thể là đủ nguồn lực đã được cung cấp, nhưng kết quả không đáp ứng được kỳ vọng. Vũ khí và tiền đã được cung cấp đầy đủ, chỉ là ông Zelensky và người của ông ta hóa ra không đủ năng lực và không biện minh cho mức độ tin cậy cao, Medvedchuk cho biết. Ông này cũng nhận xét, những đánh giá của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông Zelensky nhận quá nhiều và làm quá ít đang bắt đầu ảnh hưởng tới toàn bộ phương Tây, do đó có sự thay đổi ở các nhà lãnh đạo phương Tây. Mặc dù đã có những lời hứa hỗ trợ bao lâu cần thiết, nhưng có những lo ngại ngày càng tăng về tính khả thi của việc duy trì mức độ hỗ trợ đó khi mà cuộc xung đột kéo dài. Các nhà lãnh đạo phương Tây bắt đầu nhận ra rằng việc hỗ trợ kéo dài trở nên ngày càng khó khăn. Cụ thể với Ukraine, vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn bởi cuộc phản công năm 2023, trong đó hàng nghìn binh sĩ đã hy sinh mà lợi ích đạt được không đáng kể, cũng như chiến dịch cớt kéo dài sự cạn kiệt của các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine. Trong bối cảnh đó, tình trạng đào ngũ trong quân đội và sự bất mãn của binh lính trước việc không có triển vọng xuất ngũ đang gia tăng. Các chuyên gia lưu ý, tình trạng thiếu người là một vấn đề nghiêm trọng mà phương Tây sẽ không thể giải quyết bằng nguồn cung cấp của mình, vì phương Tây khó có thể gửi quân đến. Tờ Wall Street Journal, theo sau tờ Washington Post, cáo buộc chính quyền Zelensky đã sử dụng nguồn lực con người một cách liều lĩnh và phung phí tiền một cách vô lý. Tờ Washington Post nhận xét, Liên bang Nga có đủ khả năng tài trợ cho các hoạt động quân sự tại Ukraine trong vài năm nữa. Ông Medvedev cho rằng điều này có nghĩa là người Mỹ cuối cùng cũng đã bắt đầu đếm tiền và tài nguyên, và những tính toán này cho thấy việc kết thúc chiến tranh sẽ có lợi hơn. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Trump hứa rằng nếu thắng, ông có ý định hành động với tốc độ chóng mặt để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine dọc tiền tuyến. Nhưng ông sẽ bỏ điều khoản về việc đảm bảo an ninh cho Kiev. Tờ Financial Times viết và có tham khảo các nguồn, ông Trump cũng sẽ không đưa ra lời mời Ukraine gia nhập NATO trong thời gian ngắn. Thay vào đó sẽ có Minba, với cơ chế thực thi và hậu quả nếu vi phạm thỏa thuận tuy nhiên nó sẽ phải được kiểm soát bởi quân đội châu âu chứ không phải lực lượng nato hay lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc mỹ nhấn mạnh chúng tôi không trả tiền cho việc này châu âu đang phải trả giá cho điều này nguồn tin của financial times cho biết bài báo nói rằng các đồng minh của ông trump cho rằng ukraine đang thua trong cuộc chiến vì vậy việc theo đuổi một giải pháp để giải quyết cuộc chiến là đúng đắn về mặt đạo đức medvedchak kết luận ở mỹ zelensky đang bị coi là kẻ thua cuộc Tất cả những gì còn lại là chính thức hóa quá trình này và châu Âu cũng bắt đầu hiểu ra điều này. Chính trị gia Ukraine nhắc lại như tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 6 đã nói, ở phương Tây đơn giản là họ không muốn thay đổi ông ấy, tức Zelensky, thời điểm chưa đến. Mọi quyết định không được lòng người dân sẽ được đổ lỗi cho ông ta, bao gồm cả việc hạ thấp tuổi nhập ngũ thế là xong và sau đó họ sẽ thay thế. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng điều này có thể xảy ra vào nửa đầu năm 2025. Hôm nay chúng ta đang thấy dự báo này đang trở thành hiện thực. Medvedev cho biết, báo Mỹ dự đoán thời điểm Nga có thể đạt được toàn bộ mục tiêu tại Ukraine. Nga có thể đạt được mọi mục tiêu tại Ukraine vào năm tới nếu tình hình vẫn khó khăn đối với Kiev. Báo Washington Post đưa tin. Theo báo Washington Post, quân đội Ukraine đang nỗ lực hết sức để giữ vững phòng tuyến ở phía đông đất nước nhưng mất dần lợi thế. Tâm nhìn về một chiến thắng tuyệt đối đang mở dần. Sự ủng hộ của phương Tây cũng đang giảm sút. Washington Post nhấn mạnh. Báo Mỹ chỉ ra rằng khả năng Ukraine thỏa hiệp với Nga ngày càng dễ nhận ra hơn. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 30 tháng 10 có tuyên bố Moscow sẽ đạt được mọi mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tất cả mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề ra chắc chắn sẽ đạt được, ông Lavrov phát biểu tại hội nghị về người Nga ở nước ngoài. Theo nhà ngoại giao Nga, trong 3 năm qua, kể từ hội nghị gần đây nhất được tổ chức vào năm 2021, tình hình quốc tế ngày càng phức tạp hơn. Phương Tây, do Mỹ dẫn đầu, đã tăng gấp 10 lần nỗ lực của mình để ngăn chặn Nga một cách có hệ thống, phát động một cuộc chiến tranh hỗn hợp toàn diện chống lại đất nước chúng ta để gây ra cái gọi là thất bại chiến lược cho Nga, ông Lavrov lưu ý. Washington và các nước NATO công khai nói về ý định loại bỏ Nga, mọi nỗ lực của họ đều sẽ thất bại, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh. Theo ông Lavrov, Nga tự tin tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt và sẽ đảm bảo rằng Ukraine không biến thành khu vực đe dọa do NATO kiểm soát. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ đầu tháng này nhận định Nga dường như sắp hoàn thành mục tiêu kiểm soát hoàn toàn vùng Lugan, một trong hai khu vực rộng lớn ở miền đông Ukraine. Nga đã mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ tháng 2 năm 2022 với tuyên bố nhằm phi quân sự hóa, phi phát xít hóa quốc gia láng giềng. Sau hơn 2 năm, cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết rõ ràng, mặc dù Moscow đang chiếm ưu thế hơn ở mặt trận miền đông Ukraine. Trong bối cảnh Kiev đang cạn kiệt nguồn lực quân sự do nguồn viện trợ từ phương Tây chậm lại, Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga giành lại các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát. Nga tuyên bố vẫn đề ngỏ khả năng đàm phán hòa bình với Ukraine, nhưng nhấn mạnh Kiev cần chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea và bốn vùng mới sát nhập năm 2022, bao gồm Kherson, Zaporizhia, Lugan và Donetsk. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình vào mùa thu năm 2022, Tổng thống Zelensky ban hành xác lệnh cấm Ukraine tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với giới lãnh đạo hiện tại của Nga. Ông Zelensky cũng đưa ra kế hoạch hòa bình của riêng mình. Kế hoạch này yêu cầu Nga rút lực lượng khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể được tiến hành. Moscow coi kế hoạch này là vô lý và đổ lỗi cho Kiev cũng như những nước ủng hộ Ukraine ở phương Tây đã từ chối bất kỳ cuộc đối thoại có ý nghĩa nào. Bất ngờ, Nga và Ukraine đang tiến hành đàm phán. Theo báo Anh Financial Times, Ukraine và Nga đang tiến hành đàm phán sơ bộ về việc chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Theo nguồn tin của Financial Times, Kiev đang cố gắng nối lại đàm phán với sự trung gian hòa giải của Qatar. Tờ báo cho biết, các cuộc đàm phán này được cho là đã gần đạt được thỏa thuận vào tháng 8, nhưng đã đổ vỡ do lực lượng Ukraine bất ngờ tấn công xâm nhập vào khu vực Kurd. Có những cuộc thảo luận rất sớm về khả năng khởi động lại một thứ gì đó, các cuộc đàm phán hiện tại đang được tiến hành liên quan tới các cơ sở năng lượng, FT dẫn nguồn tin nói. Tờ báo lưu ý rằng, thỏa thuận này sẽ đánh dấu sự xuống thang đáng kể nhất của cuộc chiến kể từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu năm 2022. Trong tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, thỏa thuận về việc bảo vệ các cơ sở năng lượng có thể cho thấy sự sẵn sàng của Nga đối với các cuộc đàm phán hòa bình rộng hơn. Theo một quan chức cấp cao của Ukraine, Moscow và Kiev đã giảm tần suất các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong những tuần gần đây như là một phần thỏa thuận mà các cơ quan tình báo của họ đạt được. FT lưu ý rằng khi mùa đông đến gần, Ukraine phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do các cuộc tấn công tên lửa lớn của Nga đã phá hủy gần một nửa công suất sản xuất năng lượng của nước này. Cả Kiev và Moscow trước đây đều thừa nhận rằng việc chấm dứt các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng của Ukraine và các cơ sở lọc dầu của Nga là vì lợi ích chung của họ, FT cho biết. Tuy nhiên, ông Putin khó có thể đồng ý một thỏa thuận cho tới khi lực lượng Nga đẩy lùi được lực lượng Ukraine ra khỏi Kurt Oblast, nơi họ vẫn kiểm soát khoảng 600 km vuông lãnh thổ. Tuy nhiên, theo một quan chức cấp cao của Ukraine, nước này có kế hoạch tiếp tục tấn công các mục tiêu, bao gồm các nhà máy lọc dầu để buộc Nga phải đàm phán. Bốn quan chức Ukraine nói với FT rằng mùa thu năm ngoái Kiev và Moscow đã ký một thỏa thuận ngầm về việc không tấn công vào các cơ sở năng lượng của nhau. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc Nga ngừng các cuộc không kích vào các cơ sở năng lượng và tàu chở hàng của Ukraine có thể mở đường cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh. Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi tháng 9 cho biết, trước cuộc tấn công của lực lượng Ukraine tại khu vực Kurt, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý với đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ về việc từ bỏ tấn công vào các cơ sở năng lượng, đội tàu thương mại và dân sự của Ukraine. Tờ báo Ukraine Skaya Pravda cho biết, một thỏa thuận hòa bình có thể được ký kết vài tuần sau khi cuộc chiến Ukraine bùng nổ. Các điều khoản kết thúc chiến tranh đã được nêu ra trong một dự thảo dài khoảng 17 trang mà các bên đã đồng ý vào ngày 15 tháng 4 năm 2022. Trong đó, Nga yêu cầu Ukraine trung lập, hạn chế số lượng binh sĩ, vũ khí, trang thiết bị và hàng không. Các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát vẫn thuộc về Nga. Tuy nhiên, theo báo này, vào tháng 4 năm 2022, Nga đã làm gián đoạn các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine khi đưa ra một điều khoản trong dự thảo hiệp ước rằng nước này sẽ có quyền phủ quyết phản ứng của cộng đồng quốc tế trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công liên tiếp vào Ukraine. Trong khi đó, Nga cho rằng họ nhất quyết muốn đàm phán, nhưng chính phương Tây đã yêu cầu Ukraine từ bỏ các cuộc thảo luận. Theo phía Nga, Thủ tướng Anh lúc đó Boris Johnson đã tới thăm Kiev và thúc giục Ukraine làm như vậy, với cam kết là phương Tây sẽ tiếp tục hậu thuẫn Ukraine chiến đấu. Tổng thống Ukraine Zelensky sau đó đã cấm đàm phán với Nga và ký duyệt điều này thành luật. Tháng 6 năm 2024, ông Putin đưa ra các điều kiện mới về đàm phán với Ukraine, bao gồm việc nước này không gia nhập NATO và hiện trạng thực địa giữa nguyên với các phần lãnh thổ Ukraine đã bỏ phiếu sát nhập vào Nga. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công của Ukraine vào cướp, ông Putin tuyên bố không đàm phán nữa. Bầu cử Mỹ Đồng minh lâu năm của ông Trump ra tù lợi hại hơn xưa, thề sẽ giúp ông giành chiến thắng. Đồng minh lâu năm của ông Donald Trump, Steve Bannon, đã được thả ra khỏi tù sau khi thụ án 4 tháng. Bannon tuyên bố sẽ tập trung giúp ông Trump giành chiến thắng trong bầu cử Mỹ. Bannon đã rời khỏi cơ quan cải huấn liên bang tại Danbury, Connecticut vào sáng ngày 29 tháng 10, khi mà chỉ hơn một tuần nữa là sẽ đến bầu cử Mỹ. Theo Christie Brescia, phát ngôn viên của Cục Nhà tù Liên bang, Bannon đã thụ án 4 tháng tù vì bất chấp lệnh triệu tập trong cuộc điều tra của Quốc hội về vụ tấn công điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Cuối cùng, tôi cũng thoát khỏi cảnh tù nhân chính trị của chế độ Merrick Garland, Kamala Harris, Nancy Pelosi. Biden phát biểu tại một cuộc họp báo vào ngày 29 tháng 10, ám chỉ tới Tổng trưởng lý Mỹ và cựu Chủ tịch Hạ viện cũng như là Phó Tổng thống Mỹ và ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Ông Biden cũng đã trở lại chương trình Postcard và chương trình trực tuyến của mình vào sáng ngày 29 tháng 10, nói rằng ông tập trung vào việc giúp ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Ông chỉ trích Đảng Dân Chủ và chương trình nghị sự của họ khẳng định rằng cựu chủ tịch Hạ viện Pelosi đã đưa ông vào tù để bịt miệng ông, mặc dù bộ thẩm đoàn đã kết tội ông và một thẩm phán đã tuyên án ông. Bốn tháng trong nhà tù liên bang không chỉ không làm tôi suy sụp mà còn trao quyền cho tôi, Bannon cho biết. Tôi tràn đầy năng lượng và tập trung hơn bao giờ hết trong suốt cuộc đời mình. Bannon, 70 tuổi, đã đến nhà tù vào ngày 1 tháng 7 sau khi tòa án tối cao bác bỏ yêu cầu hoãn án tù của ông, trong khi ông thực hiện kháng cáo bản án của mình một bồi thẩm đoàn đã tuyên Bannon có tội vào năm 2022 về hai tội danh coi thường quốc hội, một tội danh từ chối tham gia phiên điều trần trước Ủy ban Hạ viện ngày 6 tháng 1 và tội danh thứ hai là từ chối cung cấp các tài liệu liên quan đến sự tham gia của ông vào nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược thất bại của ông trước ông Joe Biden trong cuộc đua giành chức Tổng thống năm 2020. Khi bắt đầu thụ án vào tháng 7, ông Biden tự gọi mình là tù nhân chính trị. Tôi tự hào khi được vào tù. Ông nói vào thời điểm đó, đồng thời nói thêm rằng ông đang chống lại Tổng trưởng lý Garland và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tham nhũng. Một hội đồng tòa phúc thẩm liên bang đã duy trì bản án của ông Bannon vào tháng 5. Bannon hiện đang yêu cầu toàn thể tòa phúc thẩm xét xử vụ án của mình. Nhóm luật sư của ông đã lập luận rằng lệnh triệu tập của quốc hội là không hợp lệ vì ông Trump đã khẳng định đặc quyền hành pháp. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết ông Bannon đã rời khỏi Nhà Trắng nhiều năm trước và Trump chưa bao giờ viện dẫn đặc quyền hành pháp trước ủy ban ông Bannon phải đối mặt với các cáo buộc hình sự bổ sung tại tòa án tiểu bang New York, trong đó cáo buộc ông đã lừa đảo các nhà tài trợ, đã quyên góp tiền để xây dựng bức tường dọc biên giới Mỹ-Mexico. Bannon đã không nhận tội rửa tiền, âm mưu, gian lận và các cáo buộc khác. Phiên tòa xét xử vụ án đó dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 12. Hơn 100.000 binh lính Ukraine đã đảo ngũ hơn 100.000 binh lính Ukraine đã đảo ngũ trong cuộc xung đột với Nga, nhà lập pháp Ukraine Anna Skorokov cho biết. Tuyên bố này được đưa ra sau khi một nghị sĩ khác tiết lộ gần đây rằng tình trạng tổn thất ngày càng tăng và thiếu hụt quân số đã thúc đẩy kế hoạch tuyển thêm 160.000 quân. Phát biểu tại chương trình truyền hình Novinilai, Skorokov cho biết tình trạng quản lý yếu kém và các quyết định kém của giới chức đã góp phần làm giảm tinh thần chiến đấu trên chiến trường. Ông Skorokov cho biết, tôi đã không cho bạn biết con số chính xác những người đã đảo ngũ và bỏ trốn, nhưng tôi nói rằng con số đó đã lên tới 100.000 người. Bà tiếp tục nói rằng bà đã nhận được khiếu nại từ những người lính và gia đình của họ về hành vi của những chỉ huy cấp cao. Mọi người đang đặt ra những câu hỏi mà tôi không thể trả lời. Tại sao tôi, một công nhân sửa chữa chỉ mới một tháng trước, phải ngồi trong chiến hào, trong khi các sĩ quan cấp cao lại ở rất xa tiền tuyến? Tại sao chỉ có 10% đến 15% quân nhân thực sự tham gia chiến đấu? Ước tính sơ bộ về số lượng người đào ngũ do Skorokov nêu ra phù hợp với con số mà luật sư quân sự Roman Likachev cung cấp cho giới truyền thông vào tuần trước, người cho biết chắc chắn có hơn 100.000 quân nhân đã rời khỏi vị trí của họ một cách bất hợp pháp. Ông Likachev cho rằng trong một số trường hợp có tới 20 đến 30 binh sĩ đảo ngũ cùng một lúc, đồng thời nói thêm rằng chỉ có quân đội mới biết con số chính xác. Cuộc thảo luận về tinh thần chiến đấu đã nổ ra sau một số vụ việc nổi cộng về việc binh lính bỏ ngũ, kết hợp với nhiều báo cáo về việc các sĩ quan Ukraine phàn nàn rằng quân đội đang mất đi sự sẵn sàng chiến đấu và ý chí chiến đấu do thiếu luân chuyển và nghỉ ngơi. Các video về cảnh các sĩ quan nghĩa vụ phục kích những người đàn ông trong độ tuổi quân sự ở nơi công cộng và sử dụng vũ lực để bắt giữ họ cũng đã gây ra sự phẫn nộ trên mạng xã hội. Vào tháng 8, Quốc hội Ukraine đã ban hành một đạo luật về cơ bản phi hình sự hóa những nỗ lực đào ngũ lần đầu, với điều kiện là binh lính phải đồng ý quay trở lại. Mùa xuân năm ngoái, trong nỗ lực bù đắp cho những tổn thất ngày càng tăng trên chiến trường, Kiev đã hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự từ 27 xuống 25 và tăng hình phạt đối với những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Đầu tháng này, một nghị sĩ đã cảnh báo rằng người dân Ukraine có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự vì phá hoại động lực thúc đẩy bằng cách hỗ trợ những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Hàn Quốc xem xét đưa quân nhân tới Ukraine giám sát Triều Tiên một quan chức Hàn Quốc cho hay nước này đang cân nhắc đưa giám sát viên quân sự tới Ukraine để theo dõi cáo buộc Triều Tiên đưa quân tới hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga. Một quan chức của phụ tổng thống Hàn Quốc nói với Reuters hôm ngày 30 tháng 10 rằng nước này đang cân nhắc việc cử một nhóm giám sát viên quân sự tới Ukraine để quan sát và phân tích Nga có thể triển khai quân đội Triều Tiên tới tiền tuyến của cuộc xung đột với Kiev. Theo quan chức trên, Triều Tiên được cho là đã đưa ít nhất 11.000 binh sĩ tới Nga và hơn 3.000 người trong số họ đã tới gần khu vực tiền tuyến. Theo phía Hàn Quốc, nếu kịch bản Triều Tiên đưa quân sang Ukraine xảy ra, Bình Nhưỡng sẽ học được những bài học quân sự quý giá khi thực chiến và điều đó sẽ tạo nên mối đe dọa trực tiếp đối với Seoul. Vì vậy, chúng tôi có trách nhiệm phân tích và giám sát các hoạt động của quân đội Triều Tiên chống lại Ukraine, quan chức trên cho hay. Phía Seoul cho biết, cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin Sergei Shoigu đã đến thăm Triều Tiên vào tuần trước và Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choi Son-ho đã đến thăm Moscow tuần này dường như để thảo luận về cách ứng phó với những lời chỉ trích liên quan tới việc triển khai quân. Vào ngày 29 tháng 10, Mỹ cho biết một số binh lính Triều Tiên dường như đã có mặt ở khu vực Kursk, một khu vực biên giới của Nga, nơi lực lượng Ukraine đã tấn công lớn vào tháng 8. Các dấu hiệu cho thấy đã có một lượng binh sĩ nhỏ Triều Tiên đã có mặt tại tỉnh Kursk cùng với vài nghìn người đang di chuyển đến. Chúng tôi vẫn lo ngại rằng Nga có ý định sử dụng lực lượng này, tức là binh sĩ Triều Tiên, trong chiến dịch chiến đấu và hỗ trợ các hoạt động chiến đấu chống lại Ukraine ở Kursk. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Schrader nói với các phóng viên. Khi được yêu cầu bình luận về khả năng chiến đấu mà quân đội Triều Tiên sẽ mang lại cho Nga, Ông Raider chỉ ra những dấu hiệu ban đầu rằng họ có thể sẽ đảm nhận một số vai trò bộ binh. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn phải xem chính xác Nga và Triều Tiên sẽ sử dụng lực lượng này như thế nào, ông nói. Tuy nhiên, ông Raider nhấn mạnh lầu năm gốc chưa thể xác nhận thông tin quân nhân Triều Tiên đã có mặt ở chiến trường Ukraine. Cho đến nay, cả Triều Tiên và Nga đều bác bỏ thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đã đưa lực lượng quân sự đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ Moscow. Mặt khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chỉ có Nga và Triều Tiên mới có quyền quyết định nội dung và phạm vi hỗ trợ quân sự giữa hai nước. Theo hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện bằng Nga và Triều Tiên ký kết hồi tháng 6, nếu một trong hai bên bị một hoặc nhiều nước khác tấn công và rơi vào tình trạng chiến tranh, bên còn lại sẽ lập tức sử dụng mọi phương thức có thể để cung cấp hỗ trợ về quân sự và các lĩnh vực khác. Trước đó, Ukraine và phương Tây đã cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Moscow và Bình Nhưỡng nhiều lần bác bỏ thông tin này và Nga khẳng định họ có thể tự chủ trong việc sản xuất quân sự cho chiến dịch ở Ukraine. Nga muốn tăng tốc tiến công ở chiến trường Ukraine các nhà phân tích tại ISW chỉ ra rằng Nga có thể đã ra lệnh cho lực lượng của mình tăng đáng kể tốc độ tiến công cơ giới trên khắp Ukraine trước khi vùng đất ngập nước hoàn toàn xuất hiện. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ viết, tốc độ tiến công của Nga ở Ukraine đã tăng lên trong những tuần gần đây, nhưng vẫn chậm và phù hợp với giao tranh chiến hào hơn là các cuộc đột kích cơ giới nhanh chóng, nhấn mạnh rằng Nga nói chung vẫn trì trệ sau hơn 2 năm rưỡi xung đột. Giới phân tích lưu ý rằng, các báo cáo gần đây của phương Tây so sánh tốc độ tiến công của Nga vào tháng 9 với các bước phát triển của họ khi xung đột bắt đầu bùng nổ là rất sai lệch. ISW ước tính rằng vào tháng 3 năm 2022, lực lượng Moscow đã tiến quân với tốc độ trung bình là 1.265 km vuông mỗi ngày, gần gấp 90 lần so với khoảng 14 km vuông mà các chuyên gia ước tính họ đạt được mỗi ngày vào tháng 9. ISW nhận định, việc lực lượng Moscow tiến nhanh vào sâu trong lãnh thổ Ukraine bao gồm việc tạm thời chiếm giữ các phần quan trọng ở Kiev, Chernihiv, Sumy và Kharkov là đặc điểm của tháng đầu tiên trong chiến dịch quân sự đặc biệt, còn các hành động tấn công gần đây được đặc trưng bởi những thành công nhỏ, cục bộ, mang tính chiến thuật. Các chuyên gia nói thêm rằng quân đội Nga đã đạt được những thắng lợi ở miền đông Ukraine gần đây. Nhưng việc so sánh những thành tựu này với sự xâm nhập sâu ban đầu của họ vào Ukraine khi bắt đầu chiến tranh sẽ gây hiểu lầm về những bước tiến mới này. ISW phân tích, ví dụ, tính đến ngày 1 tháng 10, quân đội Nga đã chiếm được thành phố Ukleda, tiếp tục tiến về phía bắc và tây bắc Ukleda, đạt được những thành quả chiến thuật đáng kể tại và gần Selidovo, phía đông nam Bokrovsk trong tuần qua những thành công tương ứng này có tầm quan trọng về mặt chiến thuật nhưng không phản ánh được sự gia tăng chung về tốc độ tiến quân của lực lượng moscow trên toàn bộ tiến đầu một phần đáng kể trong số đó vẫn tương đối bất động so với tốc độ tiến quân của họ trong giai đoạn đầu của cuộc chiến báo cáo viết theo các chuyên gia tốc độ tiến công hiện tại của nga phù hợp hơn với đánh giá gần đây của isw rằng bộ chỉ huy nga có thể đã ra lệnh cho lực lượng của mình tăng đáng kể tốc độ tấn công cơ giới trên khắp khu vực chiến đấu trước khi vùng đất ngập nước hoàn toàn xuất hiện tiết lộ điều bất ngờ ông Trump chuẩn bị cho Nga. Bằng cách giải quyết xung đột ở Ukraine, ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump có thể giúp khôi phục quan hệ giữa Moscow và phương Tây. Russell Berman, cựu cố vấn cấp cao của Bộ Kế hoạch Chính trị Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Lentaro. Ông nói, nếu xung đột giữa Nga và Ukraine được giải quyết, chính quyền ông Trump sẽ cố gắng đưa Nga trở lại phương Tây. Ông Berman xác định, Trung Quốc chứ không phải Nga là đối thủ cạnh tranh chính của Mỹ. Ông Trump trong cuộc tranh luận bầu cử ngày 27 tháng 6 đã hứa rằng ông sẽ đạt được giải pháp cho cuộc xung đột ngay cả trước khi có thể tái đắc cử và tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Đồng thời, ông nhấn mạnh xung đột ở Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu Moscow tôn trọng tổng thống Mỹ. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 đảng Dân Chủ sẽ do Phó Tổng thống Kamala Harris đại diện, còn đảng Cộng Hòa sẽ do cựu Tổng thống Donald Trump đại diện. Cả đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đều đang cáo buộc lẫn nhau làm suy yếu niềm tin vào kết quả công bằng của cuộc bỏ phiếu và cố gắng sử dụng các biện pháp bất hợp pháp để tác động đến cuộc bầu cử theo hướng có lợi cho mình. Trong khi đó, tờ Washington Post của Mỹ viết rằng Nga có thể đạt được mục tiêu của mình trong cuộc xung đột ở Ukraine vào năm 2025. Ấn Phẩm cho biết, vào năm tới thực tế nghiệt ngã của cuộc xung đột có thể dẫn đến một kịch bản trong đó nga phần lớn sẽ đạt được mục tiêu của mình bài báo lưu ý rằng quân đội ukraine đang cố gắng hết sức để giữ phòng tuyến ở phía đông đất nước nhưng đang mất dần vị thế ở một số khu vực tờ báo viết hy vọng về một chiến thắng tuyệt đối đang mờ dần và sự ủng hộ của phương tây đang suy yếu nỗi sợ hãi chính của tổng tư lệnh ukraine sersky đã được tiết lộ tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ukraine alexander sersky sợ tổng thống volodymyr zelensky cựu cố vấn của bộ trưởng bộ quốc phòng ukraine nhà báo yuri putusov nói trên kênh youtube của mình ông sersky rất sợ hãi không phải sợ kẻ thù và cũng không phải sợ trách nhiệm ông ấy vô cùng sợ hãi trước volodymyr zelensky và những phản ứng lo lắng của ông ấy khi đưa ra tin xấu ông ấy sợ rằng mình sẽ bị cách chức nhà báo giải thích Ông nói thêm rằng ở Ukraine, những người sợ cấp trên được bổ nhiệm vào các chức vụ chung vì cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine và hiện là đại sứ Ukraine tại Anh, Valery Zaluzny cũng hiếm khi phản đối hoặc từ chối ông Zelensky. Vào ngày 8 tháng 2, ông Zelensky tuyên bố bổ nhiệm Alexander Sersky làm tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine thay vị tướng Zaluzny. Trước đó, ông Sersky đã chỉ huy lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine, một số cơ quan truyền thông Ukraine và phương Tây đã viết về một cuộc xung đột có thể xảy ra giữa ông Zelensky và tướng Zaluzny vào mùa thu năm 2023. Các nhà báo của Washington Post lưu ý rằng ông Zaluzny có thể là mối đe dọa đối với Tổng thống Zelensky nếu ông quyết định bắt đầu sự nghiệp chính trị. Vào tháng 5, ông Zaluzny đảm nhận chức vụ đại sứ Ukraine tại Luân Đôn. Ông Biden, Ukraine có thể hành động nếu lính Triều Tiên vượt biên giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố lực lượng Kiev có thể hành động đáp trả nếu binh lính Triều Tiên vượt qua biên giới Nga-Ukraine. Tuần này, lầu năm góc tuyên bố khoảng 10.000 binh lính từ Triều Tiên đã đến Nga. Phía Mỹ cáo buộc một số binh lính Triều Tiên dường như đang được triển khai để đối phó với quân đội Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga, nơi một số lực lượng Kiev vẫn ở lại sau khi mở chiến dịch đột kích hồi tháng 8. Khi được các phóng viên hỏi rằng liệu Ukraine có nên phản công binh lính Triều Tiên hay không, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 29 tháng 10 cho biết, nếu họ vượt biên sang Ukraine nên phản công. Tuy nhiên, ông Biden không làm rõ lập trường của Mỹ khi quân đội Ukraine vẫn ở trong lãnh thổ Nga. Giới chức Mỹ cho biết một số binh lính Triều Tiên dường như đã có mặt ở Kursk. Các dấu hiệu cho thấy đã có một số lượng nhỏ binh sĩ Triều Tiên có mặt ở tỉnh Kursk, cùng với vài nghìn người nữa đang di chuyển đến Chúng tôi vẫn lo ngại rằng Nga có ý định sử dụng lực lượng này trong chiến đấu hoặc hỗ trợ các hoạt động chiến đấu chống lại Ukraine ở Kursk. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Reader nói với các phóng viên ngày 29 tháng 10, khi được yêu cầu bình luận về khả năng chiến đấu mà quân đội Triều Tiên sẽ mang lại cho Nga, ông Reader chỉ ra những dấu hiệu ban đầu rằng họ có thể sẽ đảm nhận một số vai trò bộ binh. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn phải xem chính xác Nga và Triều Tiên sẽ sử dụng lực lượng này như thế nào ông nói tuy nhiên ông reader cũng nhấn mạnh lầu năm góc chưa thể xác nhận thông tin quân nhân triều tiên đã có mặt ở chiến trường ukraine chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ và đang tham khảo ý kiến với đối tác ukraine cũng như các đồng minh và đối tác khác ông reader cho biết trả lời câu hỏi liệu Ukraine có được sử dụng vũ khí do Mỹ và phương Tây viện trợ nếu Triều Tiên triển khai binh sĩ ở Kursk hay không, ông Frieder cho biết, Chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng Ukraine có thể sử dụng những khả năng đó để bảo vệ lãnh thổ có chủ quyền của mình khỏi các mối đe dọa xuất phát từ bên kia biên giới hoặc bên trong lãnh thổ Ukraine. Trước đó, Washington cho biết Bình Nhưỡng đã điều động khoảng 10.000 quân nhân đến huấn luyện ở miền đông Nga và có thể hỗ trợ cho lực lượng Nga gần Ukraine vài tuần nữa. Tuy nhiên, cả Triều Tiên và Nga đều bác bỏ thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đã đưa lực lượng quân sự đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ Moscow. Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện mà Nga và Triều Tiên ký kết hồi tháng 6, nếu một trong hai bên bị một hoặc nhiều nước khác tấn công và rơi vào tình trạng chiến tranh, bên còn lại sẽ lập tức sử dụng mọi phương thức có thể để cung cấp hỗ trợ về quân sự hoặc các lĩnh vực khác. Bình luận về nghi vấn Triều Tiên đưa quân tới Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Jong-il hôm 25 tháng 10 nhấn mạnh, nếu việc mà truyền thông quốc tế đang bàn tán là thật, tôi tin rằng đó sẽ là động thái đáp ứng các quy định của luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chỉ có Nga và Triều Tiên mới có quyền quyết định nội dung và phạm vi hỗ trợ quân sự giữa hai nước. Chechnya lần đầu tiên bị UAV tấn công, ông Kadyrov tuyên bố trả đũa khốc liệt. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào nước Cộng hòa Chechnya thuộc Bắc Kapkaz của Nga vào ngày 29 tháng 10, lần đầu tiên trong cuộc chiến Ukraine. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã đánh trúng tòa nhà của Đại học Lực lượng Đặc biệt Nga mang tên Vladimir Putin tại thành phố Gudemes, thuộc nước Cộng hòa Chechnya, hãng tin độc lập Agenstop đưa tin. Đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy thiệt hại đáng kể và một đám cháy lớn tại tòa nhà chính của trường đại học. Agenstop lưu ý. Nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov tuyên bố rằng cuộc tấn công đã diễn ra vào lúc 6 giờ 30 sáng giờ địa phương. Đã đánh trúng mái của một tòa nhà bỏ trống của trường đại học, gây ra hỏa hoạn nhưng không gây thương vong. Ông Kadyrov cho biết đám cháy đã được dập tắt. Cơ quan điều tra đã bắt đầu điều tra vụ việc và xác định những người liên quan đến vụ án. Hoạt động của cảnh sát nhà nước Nga không bị đình chỉ, mọi dịch vụ vẫn hoạt động như bình thường, ông viết. Ukraine vẫn chưa bình luận về cuộc tấn công được báo cáo. Báo chí Nga đưa tin trường đại học được xây dựng vào năm 2016, còn ban quản lý của trường cho biết trường vẫn đang trong quá trình xây dựng cho đến năm 2023. Ông Kadyrov giới thiệu cơ sở này là một khu phức hợp đa chức năng kết hợp các phương pháp và kỹ thuật hiện đại của lực lượng đặc nhiệm. Phản ứng về vụ tấn công, ông Kadyrov nói rằng trong tương lai gần, các đối thủ sẽ phải chịu quả báo chưa bao giờ nghĩ tới. Sẽ có một biện pháp trả đũa là bắt buộc. Người Chechnya luôn trở về nhà, trong tương lai gần, chúng tôi sẽ thể hiện sự trừng phạt mà ngay cả họ cũng chưa bao giờ mơ tới. Chúng tôi sẽ không cho phép đùa với chúng tôi, ông nói. Hôm nay tôi đã đưa ra chỉ dẫn cho tất cả các chỉ huy ở tiền tuyến, không bắt tù binh, hãy tiêu diệt và tăng cường chiến đấu hơn nữa, 100% để họ hiểu người Chechnya vẫn có khả năng quân sự như thế nào. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm trường đại học vào tháng 8 năm nay. Theo một tuyên bố trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Nga đã kiểm tra khu phức hợp đào tạo, quan sát các lớp học, nói chuyện với các chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, người hướng dẫn và tình nguyện viên đang được đào tạo tại đó. Các chiến binh Chechnya ủng hộ Điện Kremlin, được gọi là Kadirovite, đã chiến đấu ở phía Nga kể từ khi cuộc xung đột bùng phát. Đổi lại, những người tình nguyện Chechnya chống Nga cũng đã tham gia cuộc chiến ở phía Ukraine, thành lập một số đội hình như tiểu đoàn Zokka, Dunayev. Một nhóm thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia Nga được cho là đã bị những kẻ tấn công không rõ danh tính tấn công gần thủ phủ Grozny của khu vực vào ngày 24 tháng 10, khiến một binh sĩ thiệt mạng và một người khác bị thương. Tổng thống Zelensky nổi cơn thịnh nộ trước sự bất công của phương Tây Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng các nước phương Tây đang từ chối lời mời của Ukraine gia nhập NATO một cách không công bằng. Rõ ràng là lời mời tham gia NATO không giống như tư cách thành viên đầy đủ trong liên minh tuy nhiên một số nhà lãnh đạo nói về điều đó như thể họ được hỏi về lời mời và họ trả lời rằng đó là về tư cách thành viên điều này thật không công bằng đây chỉ là một cách để nói không ông zelensky đã viết trên kênh telegram việc mời ukraine ngay lập tức tham gia liên minh là điểm đầu tiên trong cái gọi là kế hoạch chiến thắng của ông zelensky tổng thống nga vladimir putin gọi diễn biến này là mối đe dọa đối với an ninh của nga và nhấn mạnh rằng những rủi ro này là một trong những lý do dẫn đến việc bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt Giới chuyên gia cho rằng Ukraine khó có thể được mời gia nhập NATO vào thời điểm hiện tại, không chỉ do nước này đang có xung đột mà còn bởi hiện nay NATO vẫn bất đồng quan điểm về vấn đề này. Hiện tại, có ít nhất là 7 quốc gia thành viên NATO phản đối việc Ukraine gia nhập liên minh. Đức và Mỹ đang cân nhắc và không muốn mời Ukraine gia nhập NATO ngay lập tức vì lo ngại bị lôi kéo vào cuộc xung đột với Nga. Hungary và Slovakia cũng phản đối vấn đề này vì cho rằng điều này chỉ khiến xung đột tiếp tục leo thang. Nga thả 1.100 quả bom lượn xuống Ukraine trong tuần qua, Tổng thống Zelensky kêu gọi khẩn. Sau một tuần, Nga liên tục tấn công trên không vào Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ phòng công. Tổng thống Zelensky đang trên mạng xã hội X là chỉ riêng tuần qua đã chứng kiến hơn 1.100 cuộc tấn công bằng bom lượn và hơn 560 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Theo ông Zelensky, Nga cũng đã bắn khoảng 20 quả rocket và tên lửa hành trình vào quốc gia này. Ukraine cần được hỗ trợ để bảo vệ người dân của mình, ông Zelensky nhấn mạnh. Ông cho biết là sự hợp tác với các đối tác phương Tây vẫn đang được tiếp tục nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công từ phía Nga. Lực lượng phòng không Ukraine báo cáo có 80 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga chỉ trong đêm trước, hơn một nửa trong số đó đã bị bắn hạ. Ngoài các hoạt động trên bộ, Nga cũng tiến hành các cuộc không kích gần như hàng ngày vào Ukraine trong hơn 2 năm rưỡi. Moscow đã nhiều lần nhắm mục tiêu cụ thể vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin, người đã ra lệnh tấn công toàn diện vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, một lần nữa cảnh báo phương Tây không nên cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga. Ông Putin cho biết, vì Ukraine không thể tự mình thực hiện các cuộc tấn công như vậy nếu không có sự hỗ trợ từ các sĩ quan và dữ liệu vệ tinh từ các quốc gia NATO, nên Nga sẽ coi đây là sự tham gia của phương Tây vào cuộc chiến. Bộ Quốc phòng Nga đang chuẩn bị nhiều kịch bản ứng phó khác nhau cho trường hợp này. Ông nói thêm nhưng không nêu chi tiết. Thêm một hãng tin lớn tại Mỹ, không nghiêng về bất cứ ứng viên tổng thống nào. USA Today trở thành hãng tin lớn thứ ba của Mỹ tuyên bố sẽ không ủng hộ bà Kamala Harris hay là ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Hãng tin USA Today ngày 28 tháng 10 cho biết, họ sẽ không chính thức ủng hộ bất kỳ ứng viên nào trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Theo một phát ngôn viên của hãng USA Today sẽ tập trung vào việc cung cấp những sự thật quan trọng và thông tin đáng tin cậy để độc giả có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Vào năm 2020, USA Today ủng hộ ứng viên dân chủ Joe Biden thay vì tổng thống đương nhiệm khi đó là ông Donald Trump. Thời điểm đó, USA Today có khoảng 130.000 người đăng ký báo in và hàng triệu người đăng ký trực tuyến. Họ lập luận rằng Đảng dân chủ có đủ sự bình tĩnh và năng lực để điều hành nước Mỹ đang rung chuyển và hơn nữa có thể dọn dẹp đống hỗn độn do nhiệm kỳ của ông Trump để lại. Trước USA Today, có hai báo khác cũng lựa chọn trung lập đó là Washington Post và LA Times. Báo Washington Post luôn có lựa chọn ứng viên để ủng hộ trong 40 năm qua. Tuy nhiên, phát biểu ngày 28 tháng 10 thì chủ sở hữu của Washington Post, tỷ phú Jeff Bezos cho biết, sự ủng hộ cho bất kỳ ứng cử viên nào cũng sẽ không thay đổi được cán cân trong cuộc bầu cử mà chỉ tạo ra sự thiên vị trong cách nhìn nhận. Chủ sở hữu của báo LA Times, ông Patrick Soon-Shiong, từ chối ủng hộ ứng viên dân chủ Kamala Harris nói rằng quyết định của mình sẽ ít gây chia rẽ hơn trong một năm bầu cử đầy biến động. Tuy nhiên, quyết định này sẽ khiến ba thành viên của ba biên tập từ chức. Trong khi đó, New York Times vẫn giữ vững lập trường của mình kể từ năm 2016 khi ủng hộ Đảng Dân Chủ. Vào tháng 9, ban biên tập tờ báo này đã ủng hộ bà Harris, gọi bà là sự lựa chọn duy nhất để thể hiện tình yêu đất nước, trong khi nhận định ông Trump không phù hợp để trở thành Tổng thống. Tướng Ukraine nói lý do mặt trận lực lượng vũ trang Ukraine sụp đổ. Mặt trận của lực lượng vũ trang Ukraine đã sụp đổ dưới sự tấn công dữ dội của lực lượng vũ trang Liên bang Nga do quản lý không cân bằng, mệt mỏi với nhân sự và thiếu quân dự bị. Đại tướng quân đội Ukraine Dmitry Matchenko cho biết trên kênh YouTube. Tôi sẽ không tiết lộ bí mật quân sự nếu tôi nói rằng mặt trận của chúng tôi đang sụp đổ. Thứ nhất là thiếu đạn dược và vũ khí. Thứ hai là vấn đề về con người. Thứ ba, đây là sự mất cân bằng trong quản lý. Không có người, không có quân tiếp viện, mọi người rất mệt mỏi nên đừng kéo những mặt trận đó ra nữa, Matchenko cho biết. Ngày 28 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin nhóm phương Tây đã đánh bại nhân lực và trang bị của 9 lữ đoàn Ukraine ở một số khu vực, bao gồm cả Terni ở Donbass. Một tuần trước, có thông tin cho rằng lực lượng Nga đã đánh bại 3 lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm ở cả khu vực Ternov và Torskoye. Kể từ giữa tháng 10, truyền thông Ukraine đã đưa tin về những cuộc tập kích quy mô lớn do các văn phòng đăng ký quân sự và nhập ngũ thực hiện tại các cơ sở giải trí ở khắp đất nước. Có tin về những cuộc đột kích bắt lính như vậy tại Kiev, Nepropestov, Kharkov, Khmelnytsky, Lvov và những thành phố khác. Ngoài các hộp đêm và quán bà, thậm chí còn có một cuộc đột kích tại buổi biểu diễn của ban nhạc Ukraine nổi tiếng Okean LG tại thủ đô Kiev. Nhiều đoạn video ghi lại cảnh bắt lính đang phát tán rộng rãi trên mạng Internet. Trong đó thấy rõ nhân viên quân vụ Ukraine thường đánh đập và sử dụng vũ lực khi tóm được các đại diện nam giới trong độ tuổi nhập ngũ, tống họ lên xe buýt cỡ nhỏ và đưa đi không rõ so hướng nào. Bí mật nhỏ của ông Trump khiến phe Dân Chủ lo ngại Một thành viên đảng Dân Chủ bày tỏ lo ngại sau khi ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump ấp mở về bí mật nhỏ có tác động lớn sau bầu cử. Tại một sự kiện vận động tranh cử tối 27 tháng 10, ứng cử viên Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ông và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson có một bí mật nhỏ nhưng sẽ có tác động lớn Chúng tôi sẽ tiết lộ với các bạn khi cuộc bầu cử kết thúc, ông Trump nói. Cả ông Trump và ông Johnson đều không nêu chi tiết về bình luận này, nhưng nó làm dấy lên mối lo ngại trong các đảng viên Đảng Dân chủ và những người chỉ trích rằng ông Trump dường như sẽ không công nhận kết quả bầu cử năm nay nếu ông thua Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông Dan Goldman, một thành viên của Đảng Dân chủ ở New York cho biết, ông nghĩ bí mật của ông Trump có thể liên quan đến kế hoạch dự phòng khi ông thua vào tháng sau. Ông nhắc lại việc ông Trump từng làm cách đây 4 năm nhằm ngăn cản quốc hội phê chuẩn kết quả bầu cử, công nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2025, quốc hội sẽ xác nhận kết quả bỏ phiếu cử tri đoàn. Tôi không chắc chắn nhưng tôi nghi ngờ bí mật nhỏ của ông Trump với ông Johnson là một kế hoạch dự phòng nếu ông ấy thua cuộc. Ông ấy sẽ tìm cách hủy bỏ kết quả bỏ phiếu đại cử tri, ông Goldman nói. Ông Johnson là một trong những nhà lập pháp vào năm 2020 đã thúc đẩy những tuyên bố của ông Trump về gian lận bầu cử. Ngày 6 tháng 1 năm 2021, ông Johnson cũng bỏ phiếu chống lại việc chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020 ở Arizona và Pennsylvania, hai bang mà ông Biden giành chiến thắng. Trong khi đó, đầu tuần này, ông Johnson cho biết ông dự định giữ kín bí mật của mình và ông Trump. Thay vào đó, ông cáo buộc bà Harris che giấu thông tin về sức khỏe của Tổng thống Biden. Chiến dịch tranh cử của ông Trump hiện chưa bình luận vì nghi ngờ của ông Goldman. Tháng trước, tại một cuộc vận động tranh cử ở Michigan, ông Trump ngầm tuyên bố sẽ không công nhận kết quả bầu cử nếu thua bởi khi đó bầu cử có gian lận. Tôi có thể thua bởi vì họ gian lận. Đó là lý do duy nhất khiến chúng ta thua cuộc và vì họ đã gian lận, ông nói. Sau khi thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2020, ông Trump và các đồng minh đã tìm cách lật ngược kết quả thông qua hàng chục vụ kiện. Cựu tổng thống cũng gây sức ép với các quan chức ở bang Georgia, trong khi những người ủng hộ ông xông vào điện Capitol hôm ngày 6 tháng 1 năm 2021 nhằm ngăn quốc hội xác nhận tổng thống Joe Biden đắc cử. Đảng dân chủ lo ngại kịch bản này tái diễn Phó Tổng thống Kamala Harris mới đây cho biết đội ngũ của bà đã sẵn sàng chuẩn bị kế hoạch ứng phó nếu ông Trump tuyên bố chiến thắng sớm vào đêm bầu cử khi kết quả còn chưa ngã ngủ. Phương Tây đưa ra dự đoán khủng khiếp về Nga. Nếu Ukraine thất bại, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine sẽ sang Nga, ấn phẩm Forum 24 của Seth đưa tin. Tổng thống Ukraine Zelensky có kế hoạch chiến thắng của riêng mình. Điều này không nhất thiết phải thực hiện được, Tuy nhiên, Brussels chưa phát triển bất kỳ kế hoạch hay chiến lược mạch lạc nào cả. Do đó, có khả năng EU sẽ bắt đầu thành lập một ngành công nghiệp quốc phòng và trong trường hợp Ukraine thất bại. Nên công nghiệp quốc phòng này sẽ đến tay người Nga và họ sẽ sử dụng nó để chống lại chúng ta, bài viết cảnh báo. Người phụ trách chuyên mục này cũng gọi việc Russel đặt cược vào khả năng phòng thủ của Ukraine là sự thừa nhận trên thực tế rằng việc huy động cơ sở công nghiệp châu Âu không giống như nền kinh tế quân sự của Nga đã thất bại. Một ngày trước đó, Admin Baberger, người đứng đầu Tập đoàn Quốc phòng Remento của Đức, đã thông báo trong một cuộc phỏng vấn với TSN về việc khai trương nhà máy đầu tiên ở Ukraine. Công ty đã thông báo ngày 26 tháng 10 rằng một trong những nhà máy sản xuất mà họ đang xây dựng tại quốc gia này để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Kiev đã đi vào hoạt động nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Đức, đã hoàn thiện kế hoạch thành lập liên danh với Tập đoàn Quốc phòng Ukroborovrom thuộc sở hữu nhà nước đầu năm nay để sản xuất đạn pháo, xe bọc thép và hệ thống phòng không. Là một phần của thỏa thuận hợp tác, công ty Grand Metal chuyên sản xuất nhiều loại vũ khí bao gồm xe tăng Leopard, tuyên bố rằng họ sẽ xây dựng 4 nhà máy trên đất Ukraine. Moscow đã phản ứng lại thông báo này bằng lời cảnh báo rằng những cơ sở như vậy được coi là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc không kích của Nga. Tổng thống Zelensky ký đạo luật liên quan lính đánh thuê gây ngỡ ngàng Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một đạo luật cho phép lính đánh thuê nước ngoài phục vụ với tư cách là sĩ quan trong quân đội nước này. Quốc hội Ukraine đã thông qua luật có liên quan vào ngày 10 tháng 10 và vào ngày 25 tháng 10 đã được ông Zelensky ký thành luật theo trang web của chính phủ Ukraine. Luật này cho phép người nước ngoài có hợp đồng quân đội với Ukraine nắm giữ các vị trí có thẩm quyền trong quân đội, bất kể quốc tịch của họ. Khi luật được thảo luận vào tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc hội về An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo Eko đã giải thích rằng luật này là cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân viên chỉ huy trong lực lượng vũ trang. Chúng ta đều hiểu tình hình hiện nay của quân đoàn sĩ quan. Thật vậy, chúng ta đang thiếu hụt, Genev nói với đài truyền hình quốc hội vào thời điểm đó. Ông nhấn mạnh rằng có sự quan tâm trong số các cựu sĩ quan từ các quốc gia nước ngoài muốn gia nhập lực lượng Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã ám chỉ trong một bài đăng trên Telegram vào ngày 27 tháng 10 rằng ông Zelensky đã ký luật để các chỉ huy nước ngoài có thể tiêu diệt người Ukraine một cách tích cực hơn bằng cách ném họ vào máy xây thịt. Vào tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ít nhất 13.387 lính đánh thuê từ nước ngoài đã đến Ukraine kể từ khi căng thẳng giữa Moscow và Kiev bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Hầu hết trong số họ đến từ Ba Lan, 2.960, Georgia, 1.042, Mỹ, 1.113, Canada, 1.005 và Vương quốc Anh, 822. Theo bộ này, ít nhất 5.962 lính đánh thuê đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với lực lượng Nga. Mùa xuân năm nay, trước tình trạng thiếu hụt nhân lực, tổn thất gia tăng và thất bại về mặt quân sự, Ukraine đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và thắt chặt đáng kể các quy định động viên, buộc những người có khả năng được tuyển dụng phải trình diện tại các văn phòng tuyển quân để xác thực dữ liệu. Điều này thường có nghĩa là phải ra thẳng mặt trận. Nhiều video đã xuất hiện trên mạng xã hội trong những tháng gần đây cho thấy cảnh các sĩ quan nghĩa vụ quân sự Ukraine cố gắng bắt cóc người trên đường phố, phòng tập thể dục và trung tâm mua sắm. Văn phòng của Tổng thống Zelensky nói về thời gian bầu Tổng thống mới ở Ukraine. Người đứng đầu văn phòng của Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, các cuộc bầu cử ở Ukraine sẽ diễn ra ngay sau khi kết thúc xung đột vũ trang vì hiện tại tất cả các nguồn lực của Kiev đều dồn vào đó. Các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức ngay sau khi chiến tranh kết thúc, Tổng thống Zelensky bày tỏ quan điểm rất rõ ràng. Ông ấy muốn tất cả binh lính có cơ hội bỏ phiếu giống như những người tị nạn ở nước ngoài. Nhưng ngày nay, nguồn lực đã dành cho chiến tranh, ông Andriy nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Ý Korea de Sera. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Fritz lần thứ 16 cũng nói rằng các nhà lãnh đạo của chế độ Kiev không muốn đàm phán với Nga. Theo ông Putin, việc bắt đầu đàm phán hòa bình sẽ dẫn đến nhu cầu dỡ bỏ thiết quân luật và ngay sau đó sẽ phải tổ chức bầu cử tổng thống, điều mà Ukraine có lẽ vẫn chưa sẵn sàng. Đầu tháng 10, theo một cuộc khảo sát xã hội được thực hiện ở Ukraine, gần 70% người Ukraine tin rằng các cuộc bầu cử nên được tổ chức trong nước bất chấp tình trạng thiết quân luật. Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky hết hạn vào ngày 20 tháng 5 cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vào năm 2024 đã bị hủy bỏ với lý do thiết quân luật và tổng động viên. Ông Zelensky tuyên bố rằng cuộc bầu cử hiện đang không kịp thời. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ ra rằng, theo đánh giá sơ bộ, chính phủ hợp pháp duy nhất ở Ukraine là quốc hội và người phát ngôn của cơ quan này. Theo ông, nếu Ukraine muốn bầu Tổng thống một cách hợp pháp thì cần phải bãi bỏ thiết quân luật. Không có quy định nào về điều này trong hiến pháp. Ông Trump Bà Harris sẽ đẩy Mỹ vào thế chiến 3 Cựu Tổng thống Donald Trump cảnh báo Phó Tổng thống Kamala Harris có thể sẽ khiến nước Mỹ can dự vào thế chiến 3. Bầu bà ấy trở thành Tổng thống sẽ đồng nghĩa với việc đánh cược mạng sống của hàng triệu người. Bà ấy chắc chắn sẽ đẩy chúng ta vào thế chiến 3 vì bà ấy không có đủ năng lực để thực hiện công việc. Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở bang chiến trường Pennsylvania hôm 26 tháng 10, đề cập đến Phó Tổng thống Kamala Harris ông trump cho rằng bà harris không đủ năng lực để đối phó với các nhà lãnh đạo nước ngoài con trai và con gái của các bạn cuối cùng sẽ phải nhập ngũ để chiến đấu cho một cuộc chiến ở một đất nước mà bạn chưa từng nghe đến ông trump nói thêm ứng viên tổng thống đảng cộng hòa cam kết sẽ ngăn chặn thế chiến ba ngay khi cả nước mỹ chưa từng tiến gần với cuộc chiến đến thế cựu tổng thống trump cũng nhắc lại những tuyên bố ông từng đưa ra trước đây rằng những cuộc xung đột như xung đột israel hamas sẽ không xảy ra nếu ông làm tổng thống Trước đó, phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử vào ngày 12 tháng 10 ở bang California, ông Trump hứa rằng nếu được bầu làm tổng thống vào tháng 11, ông sẽ hành động khẩn trương và nhanh chóng để cứu nước Mỹ và cứu người dân California khỏi những thất bại tồi tệ của ứng viên tổng thống Đảng dân chủ Kamala Harris. Ông Trump nói thêm rằng trong thời gian nắm quyền tại Nhà Trắng, ông đã giữ nước Mỹ an toàn, không có chiến tranh. Trong cuộc tranh luận với đối thủ đảng Dân Chủ Kamala Harris hồi tháng 9, ông Trump cũng cảnh báo nếu đảng Dân Chủ thắng cuộc bầu cử tháng 11 tới, nước Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ bị kéo vào Thế chiến 3. Ông cáo buộc chính quyền Mỹ hiện tại thậm chí còn không cố gắng ngăn chặn cuộc xung đột Ukraine, mặc dù thực tế là cuộc khủng hoảng này đang rất cần được giải quyết. Trong một cuộc vận động tranh cử ở Nevada vào ngày 13 tháng 9, cựu tổng thống Trump đã bày tỏ lo ngại về một cuộc xung đột hạt nhân tiềm tàng cho những người thiếu năng lực ở Washington gây ra. Các bạn có thể sẽ kết thúc trong thế chiến 3, các bạn có thể sẽ chứng kiến thảm họa hạt nhân nếu chúng ta không cẩn trọng. Những người này không biết họ đang làm gì. Ông cảnh báo các cử tri đồng thời tuyên bố sẽ giúp người Mỹ tránh xa thế chiến 3 ứng viên tổng thống đảng cộng hòa tuyên bố rằng ông là người duy nhất có khả năng ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn cầu tôi sẽ chấm dứt tình trạng hỗn loạn ở trung đông và tôi sẽ giải quyết cuộc chiến ở ukraine tôi sẽ giải quyết vấn đề đó với tư cách là tổng thống đắc cử ông trump tiếp tục nói đồng thời lập luận rằng một phiếu bầu cho Kamala Harris là một phía bầu cho chiến tranh với Nga. Ông Trump đã nhiều lần cam kết sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi đắc cử, thậm chí trước khi tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Mặc dù các chi tiết của kế hoạch vẫn chưa được tiết lộ, theo phó tướng của ông Trump, ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa JD Vance. Ông Trump có thể bắt đầu đàm phán với Nga, Ukraine và các bên liên quan ở châu Âu để thiết lập một khu phi quân sự dọc theo tiền tuyến hiện tại với việc Kiev đồng ý không tham gia NATO. Phó Tổng thống Kamala Harris, người luôn ủng hộ Ukraine, đã chỉ trích cách tiếp cận của ông Trump và tuyên bố rằng về cơ bản ông Trump sẽ buộc Kiev phải đầu hàng. Tổng thống Putin cảnh báo đanh thép về đoàn tấn công vào lãnh thổ Nga Tổng thống Nga Vladimir Putin hy vọng phương Tây đã nghe thấy tín hiệu của ông rằng việc cho phép tấn công tầm xa sâu vào lãnh thổ Nga có nghĩa là NATO đang trực tiếp gây chiến với Nga. Ông Putin đã nêu điều này trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin. Họ không nói với tôi bất cứ điều gì về điều này, nhưng tôi hy vọng họ nghe thấy, bởi vì tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ phải đưa ra một số quyết định cho chính mình ông putin nói khi trả lời câu hỏi liệu tín hiệu của ông có được phương tây nghe thấy hay không tổng thống nga vladimir putin trước đó tuyên bố rằng các nước nato hiện đang thảo luận không chỉ về khả năng ký ép sử dụng vũ khí tầm xa của phương tây mà trên thực tế họ còn đang quyết định xem có nên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ukraine hay không Ông nói thêm, sự tham gia trực tiếp của các nước phương Tây vào cuộc xung đột Ukraine sẽ thay đổi bản chất của nước này, Nga sẽ buộc phải đưa ra các quyết định dựa trên những mối đe dọa đối với nước này được tạo ra theo cách này. Tư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov cho rằng, tuyên bố của tổng thống về hậu quả của các cuộc tấn công bằng vũ khí phương Tây vào sâu trong lãnh thổ Nga là cực kỳ rõ ràng và không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã đến tay người nhận như dự kiến. Bầu cử Mỹ 2024, ông Trump thừa nhận sai lầm lớn nhất của mình. Cựu Tổng thống Mỹ và ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã chia sẻ với người dẫn chương trình Postcard Joe Rogan rằng sai lầm lớn nhất của ông là đưa ra một số quyết định sai lầm về nhân sự trong thời gian ở Nhà Trắng từ năm 2017 đến năm 2021. Phát biểu trên Postcard Joe Rogan Experience ngày 26 tháng 10, ông Trump khẳng định ông đã có một nhiệm kỳ Tổng thống tuyệt vời, nhưng chỉ ra rằng nó có thể còn tuyệt vời hơn nữa nếu ông vây quanh mình bằng những người khác nhau. Sai lầm lớn nhất của tôi là tôi đã chọn một số người mà tôi không nên chọn, ông Trump nói. Khi được Rogan hỏi liệu ông có đang nói đến những người tân bảo thủ hay không, cựu tổng thống trả lời, đúng vậy, những người tân bảo thủ, hoặc những người xấu, hoặc những người không trung thành. Hôm nay bạn đang đọc một chút về họ, ví dụ như là John Kelly, một kẻ bắt nạt nhưng cũng là một kẻ yếu đuối, ông Trump nói. Lựa chọn đáng ngờ khác của ông là bổ nhiệm John Bolton, một người theo chủ nghĩa diều hầu, làm cố vấn an ninh quốc gia, ông Trump thừa nhận ông Trump đã sa thải ông Bolton vào tháng 9 năm 2019 sau 18 tháng tại vị, nói rằng ông hoàn toàn không đồng ý với nhiều đề xuất của cố vấn. Phát biểu về những tuyên bố của cựu tránh văn phòng Kelly với CNN đầu tuần này, ông Bolton cảnh báo rằng chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử vào tháng tới sẽ là nguy hiểm cho nước Mỹ. Chuyên gia phương Tây nói về hành động tuyệt vọng của ông Zelensky khi tiền tuyến Ukraine sụp đổ. Do sự sụp đổ của lực lượng Ukraine trên các tuyển tuyến, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày càng trở nên tuyệt vọng giáo sư đại học Đông Nam Naui, nhà khoa học chính trị Glenn Dyson viết trên blog của mình trên Substack. Giáo sư Dyson cho rằng chiến tranh Ukraine dường như đang bước vào giai đoạn cuối khi tiền tuyến của Ukraine tiếp tục sụp đổ. Việc thiếu nhân lực và vũ khí cho phép Nga tiến qua tiền tuyến dễ dàng hơn dẫn đến việc phá vỡ các tuyến tiếp tế và bao vây các nhóm lớn binh lính Ukraine, ông cho biết. Như dự kiến trong giai đoạn cuối của một cuộc chiến, thương vong của bên thua cuộc tăng lên đáng kể. Khi quân đội tàn giá, có vẻ như Zelensky ngày càng trở nên tuyệt vọng bằng chứng là ông ta nói về vũ khí hạt nhân và kế hoạch chiến thắng kỳ lạ. Ông đặt câu hỏi khi nào thì các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu và cho biết phương Tây đã bắt đầu thay đổi câu chuyện về cuộc chiến để chuẩn bị cho việc đàm phán sau gần 3 năm đưa ra thông tin sai lệch về tỷ lệ hao hụt và giả vờ rằng NATO và Ukraine đang chiến thắng. Dyson nhắc lại ý kiến của chuyên gia John Marsheimer rằng phương Tây lẽ ra đã đàm phán từ lâu nếu binh lính của họ chết với số lượng khủng khiếp. Tuy nhiên, có một thực tế cay đắng. Khi NATO đang chiến đấu bằng người Ukraine, có vẻ như không cần phải vội vàng chấm dứt chiến tranh vì người Nga có thể đã bị đổ máu thêm và Mỹ muốn kéo dài chiến tranh cho tới khi kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông lưu ý rằng khi vị thế của Nga tiếp tục được củng cố so với NATO, các điều kiện của Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Sẽ rất khó khăn và nhục nhã khi chấp nhận yêu cầu của Nga về việc ngừng mở rộng NATO, chấm dứt sự hiện diện của NATO tại Ukraine và chấp nhận các nhượng bộ lãnh thổ đau đớn. Glenn Dyson đã nhìn thấy sự tương đồng với tình hình của Trung Đông. Ông viết, tương tự như vậy israel đã tự chuốc lấy rắc rối lớn khi không đạt được các giải pháp có thể chấp nhận được với các nước láng giềng một nền hòa bình lâu dài dựa trên sự thỏa hiệp lẫn nhau trước đây đã bị tránh né bằng cách thay vào đó là duy trì sự yếu kém của các nước láng giềng bằng chiến lược cắt cỏ vài năm một lần bằng cách tấn công vào các mục tiêu quân sự và dân sự israel nhìn thấy cơ hội hiện tại để tấn công cả iran khi hamas và hezbollah đã bị suy yếu tuy nhiên điều này bỏ qua việc israel cũng đã tự mình căng thẳng về mặt quân sự và không có khả năng chiến đấu một mình với iran hơn nữa một cuộc chiến kéo dài đang tàn phá nền kinh tế của israel cũng như các mối quan hệ chính trị của nước này với thế giới rộng lớn hơn không có con đường nào dẫn đến chiến thắng quân sự và không có nhu cầu chính trị nào đối với các giải pháp chính trị do đó mục tiêu dường như là kéo mỹ vào một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn nhà khoa học này kết luận những người tuyên bố ủng hộ ukraine và israel trong nhiều năm đã có lập trường cực đoan bằng cách từ chối một nền hòa bình khả thi và ủng hộ leo thang. Hậu quả chính là tình hình hiện tại là tất cả hoặc không có gì có khả năng tàn phá cả hai quốc gia. ISW phát hiện ra Nga đang gây sức ép và đạt được lợi thế tại Poprov và Vuleda. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW đã báo cáo rằng lực lượng Nga gần đây đã tiến quân vào quận Luchkovo thuộc tỉnh Kurt của Nga, cũng như gần các khu định cư Poprov và Vuleda ở Donetsk, miền đông Ukraine. ISW nêu rõ Lực lượng Nga gần đây đã tiến quân nhẹ về phía đông và đông nam Poprov trong bối cảnh các hoạt động tấn công liên tục diễn ra tại khu vực này vào ngày 26 tháng 10. Các cảnh quay có định vị địa lý được công bố vào ngày 25 và 26 tháng 10 cho thấy, lực lượng Nga gần đây đã tiến vào các vùng ngoại ô phía đông của Novotoretsk, ở phía đông Poprov, phía tây Novorodivka, phía đông nam Poprov và bãi thải mỏ Koroschenko ở phía đông bắc Selidove, ở phía đông nam Poprov và vào phía bắc Oleksandropin ở phía đông nam Poprov quân đội Nga gần đây cũng đã tiến gần Buleda. Đoạn phim mới công bố cho thấy quân đội Nga đã giành được lợi thế ở phía tây Pobieda. ISW cũng đưa tin rằng quân đội Nga gần đây đã tiến về phía bắc Zolotaniva, phía bắc và tây bắc Prechitipska, cả hai đều ở phía tây Buleda. Phía Nga cũng tuyên bố rằng lực lượng của họ đã tiến về phía nam và phía tây Bohoyavlenka, đến vùng ngoại ô Novokrenka và thiết lập các vị trí ở rìa đông nam của Shakhtake. Tuy nhiên, các nhà phân tích ISW báo cáo không có bằng chứng nào xác nhận những tuyên bố này. Các báo cáo cho biết, lực lượng Ukraine gần đây đã phát động một cuộc tấn công cơ giới có quy mô trung đội, tăng cường vào các vị trí của Nga tại quận Klushkovo, thuộc tỉnh Kurt của Nga. Cuộc tấn công tăng cường này được cho là đã diễn ra ở phía đông Novipus, phía tây nam Klushkovo. Các cảnh quay định vị địa lý cho thấy, lực lượng Nga có thể đã giành lại vị trí ở phía đông Novipus trước đó, trong khi lực lượng Ukraine dường như đã giữ được vị trí ở phía đông nam của khu định cư tuyến đầu của kết vẫn không thay đổi. Mỹ điều tra 2.500 phiếu đăng ký bầu cử nghi bị gian lận tại Pennsylvania. Các quan chức quận Lancaster, bang Pennsylvania, Mỹ đang điều tra khoảng 2.500 đơn đăng ký cử tri sau khi các nhân viên bầu cử nhận thấy có dấu hiệu cho thấy chúng có thể bị gian lận. Các đơn đăng ký đang được điều tra đã được gửi đến thành hai đợt trước ngay hạn chót đăng ký cử tri của bang Pennsylvania hôm 21 tháng 10. Các nhân viên bầu cử đã liên lạc với văn phòng công tố viên sau khi nhận thấy một số phiếu đăng ký đáng ngờ. Những đơn này có nét chữ viết tay giống nhau, chữ ký của cử tri không khớp với những gì có trong hồ sơ và thông tin nhận dạng cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, số giấy phép lái xe đều không chính xác. Theo lời công tố viên quận Heather Adams trong họp báo ngày 25 tháng 10, Bà Adams cho hay các điều tra viên đã nói chuyện với các cử tri có tên trong các đơn đăng ký bị nghi ngờ, nhưng họ khẳng định rằng họ không liên quan đến việc nộp các đơn này. Bà Adams không cho biết cụ thể số đơn mà văn phòng bà đã xem xét là bao nhiêu, nhưng cho biết 60% trong số đó là gian lận. Bà cũng xác nhận rằng có một số đơn hợp lệ trong đợt này và những đơn đăng ký đó sẽ được xử lý. Quan chức trên nói thêm vấn đề gian lận trong cuộc bầu cử này có khả năng liên quan đến một nhóm vận động tranh cử quy mô lớn. Thông báo trên được đưa ra khi cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu tại Pennsylvania, một bang chiến địa quan trọng đối với cả ông Donald Trump và bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới. Quận Lancaster đã bỏ phiếu cho ông Trump với gần 16 điểm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Chiến sự Ukraine ngày 27 tháng 10, Nga đột phá lớn chưa từng có ở Nam Đồ Nhét. Nga đột phá lớn chưa từng có tại Nam Đồ Nhét. Kênh Military Summary đưa tin, vào ban đêm, Moscow đã tiến hành cuộc tấn công bằng UAV Gheran quy mô lớn vào Kiev, cũng như các khu vực Sumy và Chernigov. Trên mặt trận cớt, những trận chiến vị trí tiếp tục với những thay đổi về lãnh thổ hạn chế. Quân đội Nga RFAF đang hoàn tất việc đánh sập Seredove. Họ đã kiểm soát được khoảng 75% diện tích thành phố. Quân đội Ukraine IFU đang phải rút lui. Ngoài ra, lực lượng Moscow đã chiếm được Goniak và Alexandropol, khiến Kurakove đang bị bảo vệ. Trên mặt trận Nam Donetsk, RFAF đã tạo ra bước đột phá lớn chưa từng có với các đội hình thiết giáp AA tiến đến Bogovia vlenka và Shatake. Tình hình rất nghiêm trọng đối với AFU và họ cần ổn định cục diện càng sớm càng tốt, nếu không sẽ gây ra hậu quả rất lớn. Các nguồn tin ủng hộ Kiev cho rằng mục tiêu chính của Moscow là tấn công về phía Velika Novosinka. Kênh Military Chronicle xác nhận cuộc tấn công của RFAF từ phía nam Oleksandr và một cuộc tiến quân đồng thời tới Selidovo đã được mệnh danh là một cuộc tấn công theo tầng. Nhìn trên bản đồ, đây có lẽ là một nồi hầm khổng lồ mà Moscow muốn tạo ra. Hai cánh cách nhau tới 40-50 km và chiều sâu 30 km, với diện tích lên tới mấy nghìn km vuông. Rất nhiều đơn vị tinh nhuệ của AFU có thể đã rơi vào vòng vây. Đến thời điểm này, có thể nhận thấy, việc AFU để mất pháo đài Oleda đã đưa tới hậu quả vô cùng tai hại, mở đường cho đối phương ảo tiến lên với tốc độ nhanh chưa từng có. Kênh Riba cho biết, các báo cáo từ mặt trận tiếp tục đưa tin về sự tiến quân của lực lượng Moscow trên một số khu vực, đặc biệt là ở Nam Đồ Nhét, RFIF đã đạt được những thành công đáng kể. Quân đội Nga đã thực hiện một số cuộc tấn công cục bộ trên tuyến Bohoya Katerinivka và cũng tham gia vào các trận chiến tại khu định cư Bohoya Trước đó, lính xung kích của họ đã giành quyền kiểm soát vành đai rừng giữa Vodiane và Bohoya gần khe núi Igriana, rừng Dobrovolsky cũng như một pháo đài lớn cho phép họ tiến hành tấn công vào ngôi làng. Pháo binh Nga đang hoạt động tích cực tại Bohoyavlanka và các xe bọc thép của Ukraine đang bị UAV phá hủy. Các trang trại ở phía tây được AFU sử dụng làm nơi cất giấu thiết bị và đã nhiều lần trở thành mục tiêu không kích của máy bay Nga. Bước tiến lớn nhất được quan sát thấy giữa Zolota Niva, Shatake, Novorayinka và Prechitivka. Lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập 40 và một số bộ phận của tập đoàn quân số 36 RFAF trong hai ngày qua không chỉ đánh bật đối phương khỏi một số vành đai rừng và các khu định cư lớn, mà còn tham gia vào những trận chiến giành Shatake và Novo nơi họ đã chiếm được các tòa nhà. Nhờ các cuộc tấn công nhanh chóng, khoảng 50 km vuông đã được kiểm soát trong hơn 2 ngày. Cũng có thông tin trái chiều về cuộc tiến công trên tuyến Marsis Milianovka, Peremoha. Xét theo cảnh quay từ phía Kiev, các đội hình của AFU đã mất vị trí ở một trong những vành đai rừng. Ông Trump nhận tín hiệu khả quan, tăng tốc trong chặng đua nước rút. Kết quả thăm dò dư luận mới cho thấy hai ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump và Kamala Harris gần như ngang bằng nhau về tỷ lệ ủng hộ. Hãng tin Wall Street Journal ngày 23 tháng 10 công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump dẫn trước đối thủ đảng Dân chủ Kamala Harris 2 điểm phần trăm về tỷ lệ ủng hộ. Kết quả cho thấy ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa dẫn trước một chút trong phạm vi sai số của cuộc thăm dò dư luận. Trong cuộc thăm dò mới nhất, 42% cử tri được hỏi cho biết bà Harris là phó tổng thống hoàn thành tốt công việc, mức thấp nhất kể từ tháng 7. Ngược lại, phần thể hiện của ông Trump trên cương vị tổng thống được 52% số người tham gia khảo sát tán thành. Wall Street Journal đề xuất một số yếu tố có thể giúp cán cân nghiêng về phía một trong hai ứng viên tổng thống. Những nam thanh niên, những người có xu hướng đứng về phía ông Trump có thể không sẵn sàng đến các điểm bỏ phiếu như những phụ nữ trẻ, những người ủng hộ bà Harris nhiều hơn. Một yếu tố cần cân nhắc khác là các quy định ở một số bang chiến trường, bao gồm Michigan, Wisconsin và Nevada, cho phép đăng ký vào ngày bầu cử 5 tháng 11. Wall Street Journal cho biết những cử tri như vậy không được phản ánh trong mẫu thăm dò. Wall Street Journal đã khảo sát 1.500 cử tri từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 10. Theo Wall Street Journal, người Mỹ coi ông Trump là ứng viên sáng giá hơn để quản lý nền kinh tế Mỹ, Mặc dù so với bà Harris, cựu tổng thống được coi là người cực đoan và nguy hiểm hơn cho nước Mỹ. Cả hai ứng viên đều chỉ trích đối thủ là người quá cực đoan để trở thành tổng thống. Bà Harris có quan điểm dẫn đầu mạnh mẽ về vấn đề phá thai, vấn đề được nhiều người coi là lợi thế chính của đảng Dân Chủ. Theo cuộc thăm dò mới nhất do Rasmussen Reports thực hiện và công bố hôm 25 tháng 10, ông Trump đang dẫn trước đối thủ 2 điểm phần trăm. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 10 với hơn 3.400 người Mỹ tham gia. Kết quả thăm dò cho thấy, nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào thời điểm này, 49% số người được hỏi sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, còn 47% sẽ bỏ phiếu cho bà Harris. 2% số người tham gia khảo sát nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho một số ứng viên tổng thống khác và 3% chưa quyết định. Cuộc đua vào Nhà Trắng đến nay vẫn rất khó đoán vì các cuộc khảo sát vẫn có sai số, nghĩa là những điểm thiếu chính xác điển hình trong cuộc bỏ phiếu có thể làm thay đổi kết quả. Chiến dịch tranh cử của hai ứng viên đang ở giai đoạn cao trào, khi cả hai đều đang tập trung nỗ lực để giành được các cử tri ở những bang chiến trường. Hiện cả hai ứng viên đều bám đuổi xích sao trong các cuộc khảo sát trước thềm bầu cử. Theo giới chuyên gia, các bang Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin sẽ là chiến trường quyết định kết quả bầu cử những bang chiến trường sẽ có vai trò quyết định trong việc xác định ứng cử viên nào đạt được 270 phiếu đại cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 11. Hiện tại, cả ông Trump và bà Harris đều không có lợi thế dẫn đầu rõ ràng ở đủ số bang để đảm bảo chắc thắng.